6 nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh mẹ bầu nhất định phải biết. Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.400 đến 1.800 trẻ mắc hội chứng Down, 1.000 đến 1.500 trẻ bị dị tật ống thần kinh và 2.200 trẻ mắc bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Những con số này như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng bệnh này. Sau đây là 6 nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh mẹ bầu nhất định phải biết. 1. Thai phụ bỏ qua sàng lọc dị tật trước sinh. Nhiều thai phụ chủ quan, nghĩ sức khỏe mình tốt, không khám sàng lọc tiền hôn nhân, không sàng lọc dị tật trước sinh đã để lại hậu quả đáng tiếc. Việc xét nghiệm sàng lọc trước sinh vô cùng quan trọng, không chỉ giúp phát hiện dị tật bẩm sinh cho thai nhi mà còn giúp cải thiện và nâng cao chất lượng giống nòi. Vì vậy, đây là việc làm cần thiết, thực hiện trước sinh giúp các mẹ phát hiện được các bệnh lý và sinh con khỏe mạnh. 2. Thai phụ lớn tuổi. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, những người phụ nữ mang thai ngoài 35 tuổi và người bố từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ sinh con mắc những hội chứng dị tật bẩm sinh cao hơn những người ít tuổi. Đối với người bố từ 50 tuổi trở lên, mặc dù vẫn còn khả năng sản sinh tinh trùng, nhưng ở độ tuổi này, tinh trùng dễ bị lỗi, yếu, không có đuôi, dị dạng, dẫn đến những bất thường gây nên bệnh di truyền cho thai nhi. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ được sinh ra khi người bố từ 40 tuổi trở lên có nguy cơ bị suy yếu não, chỉ số IQ thấp, gấp 6 lần so với những người bố sinh con trong độ tuổi 30. 3. Bố mẹ mắc bệnh di truyền hoặc tiền sử sinh con bị dị tật. Khi bố mẹ mắc bệnh di truyền hoặc khỏe mạnh nhưng trong gia đình có tiền sử dị tật bẩm sinh hoặc mẹ có tiền sử sảy thai, sinh non, thai dị dạng thì khả năng cao những bệnh di truyền đó sẽ gặp lại ở thai nhi. Cũng tùy vào những bất thường di truyền của bố mẹ mà xác định được xác suất thai nhi có thể mắc phải trước những hội chứng di truyền đó. Điều này có thể gây sảy thai, lưu thai hoặc thai nhi sinh ra sẽ có nguy cơ mắc phải những hội chứng dị tật bẩm sinh khi sinh ra. 4. Thai phụ mắc bệnh truyền nhiễm khi mang thai. Khi mang thai, mẹ nhiễm các virus trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ sẽ khiến trẻ dễ mắc các dị tật, đặc biệt là bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em. Mẹ bị đái tháo đường, lupus ban đỏ trong thời gian mang thai cũng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, khiến trẻ có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh. 5. Thai phụ tiếp xúc với chất phóng xạ, chất độc hại khi mang thai. Việc mẹ bầu tiếp xúc với một số loại thuốc và các hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, rượu, thuốc lá và chất phóng xạ trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ thai nhi bị ảnh hưởng và mắc dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, làm việc hoặc sống gần khu vực chất thải, lò luyện kim hoặc hầm mỏ cũng có thể là một rủi ro lớn. 6. Tự ý uống thuốc khi mang thai mà không có chỉ định của bác sĩ. Đây là nguyên nhân các mẹ bầu thường gặp nhất, khi ốm thường tự uống thuốc theo kinh nghiệm cho nhanh khỏi, mà ít ai biết đó là sai lầm. Khi nào có những dấu hiệu như là bị ho, viêm họng, cảm cúm hay sốt khi đang mang thai, thì mẹ bầu nên đi thăm khám để được điều trị và uống thuốc an toàn. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ có thêm kiến thức về các nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Hãy luôn chuẩn bị cho mình một nền tảng sức khỏe tốt, cũng như thực hiện sàng lọc trước sinh, thăm khám đầy đủ để có hướng chăm sóc thai nhi phù hợp nhất. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.